Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, khởi tố và bắt tạm giam thành viên tổ thư ký tài xế của Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Liệu ông Nguyễn Đức Chung có bị vào lò chống tham nhũng của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng? Sau vụ đột kích Đồng Tâm lúc nửa đêm gần sáng giết chết lão thành cách mạng Lê Đình Kình và mới đây nhất là vụ khám xét nhà lái xe và thư ký Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đến ngày hôm qua là có lệnh khởi tố những nhân vật này. Đó có phải là dấu hiệu của việc Nguyễn Đức Chung sắp bị tống vào lò chống tham nhũng của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng hay không? Thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Nhật Cường khởi tố cán bộ gần cận Chủ tịch Hà Nội. Có quyết định khởi tố bị can bắt giam hai cán bộ gần cận Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và một nhân viên của Bộ Công an C03. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 22 tháng 7 năm 2020 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với ba bị can. Một tuần trước đã có lệnh khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước và ngày 13 tháng 7, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành chỗ ở và nơi làm việc của ba đối tượng có liên quan. Hai bị can gần cận với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đó là Nguyễn Đức Chung. Đó có Nguyễn Anh Ngọc, cán bộ phòng thư ký biên tập tổ giúp việc và Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông Nguyễn Đức Chung. Bị can thứ ba là Phạm Quang Dũng, cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Bộ Công an C03. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật trong vụ án công ty Nhật Cường. Do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, bản tin trên trang của Bộ Công an đưa tin. Một Thứ trưởng Bộ Công an vào cuối tháng 6 cho biết đây là đại án tham nhũng rất nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo. Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban của ban này. Bộ Công an đã khởi tố vụ án Nhật Cường hồi tháng 5 năm 2019 và C03 là nơi thụ lý điều tra vụ án. Tổng cộng có 26 bị can cho tới lúc này và bị can chính là Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile. Bị can Huy hiện đang bị truy nã quốc tế, đã bị khởi tố 4 tội danh trong đó có tội buôn lậu và rửa tiền. Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy mới đây cũng bị bắt để điều tra về tội buôn lậu. Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm từng nói, bằng mọi biện pháp và bằng mọi cách gì đó có thể làm được thì đều làm để bắt cho bằng được Bùi Quang Huy. Trong số các bị can có cả cựu chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và chánh văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư. Vụ án Nhật Cường được báo chí đăng tải nhiều trong những tháng qua sau các hoạt động kinh doanh trúng thầu liên quan đến một số dự án thuộc thành phố Hà Nội bị cho là gây có sai phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dường như chưa bình luận gì về các diễn biến liên quan đến việc điều tra và khởi tố cán bộ gần cận với ông ta. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao cán bộ giúp việc thân cận và lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt? Bộ Công an Việt Nam khởi tố và bắt tạm giam cán bộ giúp việc thân cận trong tổ thư ký biên tập và lái xe riêng của ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Theo đó, liên quan vụ khám xét khẩn cấp nhà nơi làm việc của cán bộ giúp việc lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 2 tháng 7 năm 2020, Bộ Công an Việt Nam vừa ra thông báo cho biết Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Theo Bộ Công an, thành viên tổ thư ký giúp việc và lái xe riêng cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng với cán bộ Bộ Công an C03 bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra
trong vụ án Nhật Cường Mobile liên quan đến Bùi Quang Huy, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, và sân sau đó là sân sau của Nguyễn Đức Trung, và Nguyễn Đức Trung là người bảo kê cho nhóm tội phạm này. Bộ Công an khởi tố và tạm giam cán bộ giúp việc chỉ là đòn phủ đầu về việc Nguyễn Đức Trung muốn ngồi lên cao hơn trong bộ máy chính trị, và đặc biệt đó là chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 2 tháng 7, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về việc khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 người trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội. Trong quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Hà Nội ngày 21 tháng 7 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật trong vụ Nhật Cường Mobile do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thụ lý điều tra, Bộ Công an thông tin. Trong thông cáo của Bộ Công an Việt Nam có kèm theo thông tin đầy đủ về tên, hình ảnh, địa chỉ, cư trú cũng như công việc, chức vụ của các bị can bị khởi tố. Cụ thể, các bị can gồm có ông Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1974. Ông Ngọc hiện ở số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đây chính là Phó trưởng Phòng Thư ký Biên tập, Văn phòng Ban Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đối tượng tiếp theo đó là Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1984, ở phòng 1602 tòa T2 chung cư Sun Grand City Lương Yên, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Hoàng Trung là chuyên viên phòng thư ký biên tập và phòng văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và là lái xe riêng của Nguyễn Đức Trung. Đáng chú ý, trong số 3 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam còn có một nguyên cán bộ Bộ Công an. Đó chính là Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1983, cựu cán bộ Công an C03 ở phòng 3312 CT1 chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đồng thời, Bộ Công an nhấn mạnh trong ngày 22 tháng 7 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 bị can có lý lịch nêu trên. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các bị can để xử lý trước pháp luật, Bộ Công an khẳng định. Cán bộ thân cận của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung bị khởi tố liên quan đến vụ Nhật Cường Mobile. Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng xác nhận trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Nhật Cường Mobile, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Các lệnh đã được tống đạt ngày hôm qua. Trong số 3 bị can, ông Dũng là nguyên cán bộ Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế của Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Sô nêu rõ. Theo Bộ Công an, đây là biện pháp tố tụng cần thiết thực hiện trong quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội. 3 bị can bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường. Nhóm bị can bị cáo này đã bị điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Tính đến nay, đại diện Thành ủy thành phố Hà Nội cũng chưa có bất cứ thông tin hay văn bản cụ thể nào liên quan đến việc khởi tố 3 cá nhân là các ông Nguyễn Anh Ngọc, công tác tại phòng thư ký biên tập tổ giúp việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Hoàng Trung, lái xe riêng của Nguyễn Đức Trung, và Phạm Quang Dũng, cán bộ Cảnh sát điều tra về tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03. Khởi tố vụ án liên quan đến thành viên tổ thư ký và tài xế của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Chiều ngày 16 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được quy định tại Điều 337 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015.
bao người bị khám xét khẩn cấp, nhà ở, chỗ ở, nơi làm việc là các cán bộ phòng thư ký biên tập tổ giúp việc thành phố Hà Nội và những người liên quan, trong đó có lái xe và một cán bộ công an. Hôm 16 tháng 7 trả lời báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cũng xác định như vậy. Và hiện tại vụ án đang trong quá trình điều tra làm rõ, Thiếu tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh. Trước đó, sau khi Bộ Công an ra báo cáo chính thức về sự việc ngày 14 tháng 7, trả lời báo chí, đại diện Thành ủy thành phố Hà Nội cho biết họ chưa nắm bất cứ thông tin gì hay nhận được văn bản cụ thể nào liên quan đến vụ khám xét khẩn cấp, nhà ở và cơ quan làm việc của ba cá nhân này. Vụ án Nhật Cường Mobile khiến cho hàng loạt cán bộ Hà Nội bị nhúng chàm. Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đang thụ lý điều tra vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Mobile. Ngày 10 tháng 7, thông cáo báo chí của Bộ Công an cho hay Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu C03, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét nhà của ông Võ Việt Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam lệnh khám xét nhà của ông Bùi Quốc Việt ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm. Được biết, Bùi Quốc Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc của Nhật Cường Mobile. Trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét nơi làm việc với Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Tứ, Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư Phạm Thị Thu Hương. Cả hai bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư và ông Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đồng Kinh. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Nhật Cường Software. Ngày 22 tháng 1 năm 2020, Bộ Công an tiếp tục khởi tố bắt tạm giam thêm 3 bị can khác và ra lệnh truy nã một bị can khác là nhân viên Công ty Nhật Cường. Riêng về Bùi Quang Huy, đối tượng này đã bị truy nã đỏ. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Lương Tam Quang đều khẳng định Bộ Công an đã nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện nay chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt bằng được Bùi Quang Huy về xử lý trước pháp luật, đại diện Bộ Công an nhấn mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ đột kích Đồng Tâm lúc nửa đêm gần sáng giết chết lão thành cách mạng Lê Đình Kình và mới đây nhất là vụ khám xét và khởi tố những nhân vật liên quan đến Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đó là thư ký và lái xe riêng cùng với một nhân vật của Bộ Công an thuộc C03. Vậy có phải đó là một dấu hiệu về việc Nguyễn Đức Chung sắp bị tống cổ vào cái lò chống tham nhũng của ông Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng hay không? Nguyễn Đức Chung từng là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và là người đang có đủ tư cách và là một ứng viên sáng giá tranh chức Bộ trưởng Bộ Công an của đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nên Tô Lâm đã nhanh chóng tung những đòn hạ uy tín nhằm chặn và làm chậm bước tiến của con của Trung con tiến lên thay thế vị trí của mình. Với những động thái dùng cây dọa khỉ của đồng đảng nhằm hạ uy tín của Nguyễn Đức Chung, không chỉ ở hai vụ việc gần đây mà trước đó Trung con đã bị hạ uy tín ở những vụ lùm xùm như cây xanh, ô nhiễm môi trường và
vụ Nhật Cường Mobile. Ngày 13 tháng 7 năm 2020, dư luận xã hội còn xôn xao về việc vụ Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của những nhân viên dưới cấp của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Báo Lao động cho hay đến sáng ngày 14 tháng 7 năm 2020, một nguồn tin của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nói với phóng viên rằng ông Ngọc và ông Chung chưa bị tạm giam đình chỉ công việc. Nhưng đến ngày hôm qua, ngày 22 tháng 7 năm 2020 thì những người này đã bị quyết định tống giam để tiếp tục điều tra. Dư luận ồn ào và những tin không phải chỉ riêng của ba nghi phạm nói trên, bởi vì việc khám xét khẩn cấp có vẻ như liên quan đến ông chủ tịch, đương kim chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Thiền nghĩ một tài xế dù là lái xe riêng cho những nhân vật cao cấp nên chăm sóc chiếc xe sạch đẹp và chăm lo cho sự an toàn cho chủ nhân hơn là chú tâm vào những vấn đề thuộc về bí mật nhà nước. Trong chế độ độc đảng toàn trị của Việt Nam, tài xế như vậy lại luôn là những người tâm phúc đối với ông chủ. Từ vị trí làm việc, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu của một lái xe, người ta còn có cả một tương lai sáng lạn đang chờ đón để nắm lấy cơ hội hơn là ngồi ôm vô lăng suốt cả ngày. Dư luận từng ngã ngửa khi biết thẩm phán cũng từ lái xe mà ra, hay tài xế trở thành trưởng phòng nội vụ huyện, hoặc từ tài xế có thể trở thành phó chánh văn phòng huyện, có cả bác tài của một thứ trưởng Bộ Xây dựng thăng tiến thần tốc để trở thành phó viện trưởng, chủ tịch hội đồng khoa học của Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam SISP thuộc Bộ Xây dựng. Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1967, quê quán Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Chung Con vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào 3 tháng 2 năm 1994 để chinh phục những nấc thang quyền lực. Chung trang bị cho mình những bằng cấp, ví dụ như Đại học Cảnh sát, Đại học Thương mại, Tiến sĩ Luật, cao cấp chính trị, bằng C Anh Văn và Anh hùng lực lượng vũ trang, cùng một tá huân huy chương, bằng khen, đủ loại. Từ một điều tra viên chỉ sau 2 năm, năm 2012, Chung Con leo lên bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, Ủy ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2010-2015. Hơn 3 năm sau đó, tức tháng 12 năm 2015, Chung nhảy tót lên chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thay thế cho Nguyễn Thế Thảo. Có tin đồn Phạm Quang Nghị nhận 30 triệu đô la Mỹ để dàn xếp cho Nguyễn Đức Chung chiếc ghế chủ tịch màu mỡ này. Và việc này khiến cho các phó chủ tịch thành phố Hà Nội đương chức lúc bấy giờ như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Xuân Việt, Nguyễn Văn Sửu ôm đầu cái cú. Nguyễn Đức Chung, con nuôi của Lê Hồng Anh, đã trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 tháng 1 năm 2016. Thời gian êm đềm cho đến tháng 5 năm 2019 khi C03 của Bộ Công an khởi tố vụ án buôn lậu, rửa tiền và sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường. Khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam một số người, kể cả Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy. Nhưng Huy đã bỏ trốn trước mũi C03 và bị phát lệnh truy nã đỏ toàn quốc và thế giới. Công ty Nhật Cường được cho là câu kết với một cán bộ của một số cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội, thực hiện các hành vi gian dối trong đấu thầu để trúng các dự án có giá trị ngàn tỷ. Vụ việc được đồn đoán liên quan đến công ty Xuân Sau và gia đình vợ con Nguyễn Đức Chung. Báo chí của Đảng cũng réo tên bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là vợ của Nguyễn Đức Chung. Cuối năm ngoái, báo Dân Việt giật tít nhà thầu Nhật Cường nhờ công ty Minh Hoa để thắng thầu ở Sở Kế hoạch Đầu tư. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội nhảy lầu hay bị sát hại từ tầng 27 nhà tòa nhà Vinaconex xuống đất tử vong. Ông Khương liên quan đến công ty Nhật Cường, vì thế đồn đoán giết người diệt khẩu rầm ràn khắp thủ đô Hà Nội và cả nước. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, bị khởi tố bắt tạm giam cùng với một số viên chức trong Sở Kế hoạch Đầu tư để điều tra những sai phạm liên quan đến Nhật Cường. Đến lúc này, xem như lưới đã bủa vây tứ bề, dư luận rủ nhau hóng tin chờ cá mập Nguyễn Đức Chung và vợ sẽ bị tóm cổ.
Trước ngày, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an, Cục C03, được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an. Có người gửi đơn tố cáo quy trách nhiệm ông Ngọc trong vụ Trần Bắc Hà bị tạm giam, tuyệt thực và đến chết tại trại giam 771 Bộ Quốc phòng. Những người am hiểu chính trường Hà Nội cho hay có ân oán giang hồ giữa tướng Trung và tướng Ngọc. Đầu năm 2020, một đơn tố cáo của Trung Con dài hơn chục trang gồm các chi tiết cụ thể như tài sản cá nhân khủng của gia đình Nguyễn Đức Trung, vợ đứng sổ đỏ làm chủ 10 căn hộ cao cấp ở Riverside do Vingroup xây dựng. Chuỗi hệ thống siêu thị Minh Hoa cung cấp cây xanh cho Hà Nội, móc nối làm ăn với công ty Nhật Cường. Gia đình Nguyễn Đức Trung đầu tư 258 tỷ đồng xây cao ốc 16 tầng trên khu đất 966 m2. Nguyễn Đức Trung mua nhà cho con du học ở bên Mỹ. Trung nhờ VP Bank chuyển 150 triệu đô la ra nước ngoài tháng 7 và tháng 8 năm 2018. Đơn cũng chỉ rõ là Nguyễn Đức Trung chỉ cho duyệt các công ty nào có quan hệ, chỗ khác Trung không duyệt, và các công ty Trung ưu ái như Lã Vọng, Bắc Chín, Sun Group, Vingroup, SHB và Hiển Mít, Bitteco có gắn với 3X Nguyễn Đức Dũng, An Bình, Kelesimco và Tiền Còi. Việc chính phủ ngầm chỉ đạo không cho FLC, Vingroup và Sun Group vay tiền của ngân hàng thì Trung ký hợp thức hóa các dự án với việc liên kết các đơn vị khác đứng tên vay tiền. Trung dính rất sâu với anh em của nhà Phạm Nhật Vũ, Phạm Nhật Vượng. Tại hội nghị Trung ương 12 hồi tháng 5 năm 2020, Nguyễn Đức Trung lọt về top đầu danh sách quy hoạch Bộ Chính trị khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham vọng mà Trung hướng đến hoặc là cái ghế Bộ trưởng Bộ Công an hoặc là ghế Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội nếu như Tô Lâm và Vương Đình Huệ được lên chức cao hơn. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cũng công khai quyết tâm bắt cho bằng được Bùi Quang Huy để kết thúc vụ Nhật Cường. Mạng xã hội cho rằng Huy bị tóm thì vợ Trung là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa sẽ bị bắt khẩn cấp, khi ấy sự nghiệp của Trung Con cũng sẽ bị chấm hết. Chiều tối 13 tháng 7 năm 2020, sau khi Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tài liệu hồ sơ tiến trình điều tra vụ Nhật Cường đã bị rò rỉ ra ngoài. Việc C03 bắt vụ Hoa hậu bán dâm 30.000 đô la chiều 13 tháng 7 năm 2020 được cho đó là một đòn gió đánh lạc hướng và nghi binh cho bọn Ngọc, Trung, Dũng mất tập trung hòng triển khai quân đánh án. Vụ án chiếm đoạt bí mật nhà nước, Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng và huy động nghiệp vụ cho những bước tiếp theo để hoàn tất vụ án. Thông tin quan trọng chắc chắn sẽ được công bố trong thời gian tới, nhưng Nguyễn Đức Trung đang tứ bề thọ địch. Số phận không mỉm cười với Trung Con trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.